Xin chào các bạn thân mến. Tìm kiếm một cái chương trình tiếp thị liên kết sản phẩm tài chính, nó là một cái mục tiêu của rất nhiều các blogger tài chính, và mình cũng là một blogger tài chính. Và hàng ngày thì mình cũng vẫn đang hợp tác với các cái nền tảng tiếp thị liên kết các sản phẩm tài chính để mà giới thiệu các cái sản phẩm tài chính tới các cái nhà đầu tư, các cái khách hàng có nhu cầu sử dụng các cái sản phẩm về tín dụng, về thẻ. Thế thì đây là một trong những cái lựa chọn đầu tiên mà mỗi một blogger tài chính sẽ cần phải tìm hiểu trước khi mà xây dựng cho mình một cái kế hoạch, một cái mục tiêu về các cái nội dung trên blog của mình. Hôm nay mình sẽ review cho các bạn ba cái mạng tiếp thị liên kết sản phẩm tài chính hàng đầu tại Việt Nam để các bạn có thể tham khảo, để có những cái lựa chọn tốt nhất khi mà xây dựng các cái nội dung sản phẩm tài chính cho mình nha. Nào, chúng ta hãy bắt đầu. Chào mừng các bạn đến với chương trình học trải nghiệm tài chính cá nhân. Chương trình được phát sóng trên kênh YouTube Tiền của tôi Official vào 20 giờ tối thứ ba hàng tuần. Để tìm kiếm các cái bài học mới nhất, bạn vào YouTube và gõ từ khóa Tiền của tôi. Sẽ có rất nhiều các bài học mới nhất ở đây các bạn có thể học các bạn nha. Để đăng ký và nhận các cái thông báo mới nhất từ kênh YouTube Tiền của tôi, bạn ấn vào đăng ký và ấn vào nút chuông các bạn nha. Đây là cái blog tiền của tôi của mình này. Thì trên cái blog này có cái chuyên mục là tài sản dòng tiền, và mình có để chuyên mục số 6 là cái blog. Thế thì ở đây mình đã viết rất nhiều các cái bài viết để hướng dẫn cho các bạn xây dựng blog làm cái tài sản dòng tiền. Mình có hiện tại là 6 cái bài viết. Thế thì 5 bài viết trước mình đã viết rồi, mình cũng đã chia sẻ trên cái video rồi. Thì bài viết số 6 đó chính là mình chia sẻ về ba cái mạng tiếp thị liên kết về sản phẩm tài chính hàng đầu Việt Nam. Đây là một trong những cái bài viết mà mình đúc rút kinh nghiệm mà mình đã làm và trải nghiệm trong vòng 5 năm trở lại đây trong cái việc bán các sản phẩm tài chính. Các bạn có thể thấy trên blog tiền của tôi của mình này, chuyên về tài chính thôi, bán rất nhiều các sản phẩm tài chính. Thế thì mình đúc rút ở đây để mình chia sẻ, để mình giúp đỡ cho các bạn. Đấy, những bạn mà đang làm blogger về tài chính có thể có thêm những cái kiến thức, cái trải nghiệm để mà tập trung hơn trong việc là bán các sản phẩm tài chính các bạn nhé. Thế thì mình có ba cái mạng tiếp thị liên kết này, thì mình sẽ đi từ mạng số 3, số 2 xong đến số 1 nha. Đó. Đây. Mạng tiếp thị liên kết số 3 đó chính là mạng tiếp thị liên kết Mass Offer. Đây là một trong những cái mạng tiếp thị liên kết mà cũng đa dạng, rất là đa dạng về các cái sản phẩm. Bán Lazada đây rồi Tiki, rồi FPT Shop, rồi thì các cái thương hiệu về mỹ phẩm, thương hiệu về thời trang, rồi sách, vân vân. Và rất nhiều các campaign, gọi là các chiến dịch về tài chính. Thì chủ yếu thì mình thấy là các cái chiến dịch về tài chính như là về bảo hiểm, về sản phẩm cầm đồ, về sản phẩm tín dụng tín chấp đó. Đây các bạn có thể nhìn tham khảo này đấy, A vay, F88, em credit, ATM online, Mariaset, hay Tamo VN. Thế thì đây là những cái sản phẩm, đây là sản phẩm tín dụng thôi đó. Thì thực ra thì mình không thấy sản phẩm đầu tư nào trên này cả đó, chỉ chủ yếu là các sản phẩm về tín dụng thôi. Thì với mass offer thì mình cũng làm nhưng mình cũng không được doanh số nhiều đâu. Nói chung là không ăn thua, không ổn. Mình làm thì cũng chưa được nhiều, không được nhiều. Vì các cái sản phẩm này cũng không cạnh tranh lắm. Và thứ hai nữa là thực sự là bán cái sản phẩm này mình không thích, vì là nó làm cho khách hàng của mình nghèo đi, vì vay vốn tiêu dùng mà lại vay với lãi suất cao thì nó thật là không bao giờ giàu được. Nên mình không bán, mua bán sản phẩm này. Tuy nhiên thì tùy quan điểm của các bạn thôi. Cái này thì nó phù hợp với tùy blog và tùy quan điểm của từng blogger để triển khai. Thì các bạn nếu mà muốn đăng ký thì mình cũng để cái link đây này.
Đó, các bạn có thể đăng ký hoặc là vào hẳn trang web manofer.com các bạn làm nhá. Mạng tiếp thị số 2. Đây ạ, tiếp thị liên kết SSJ. Đây là một cái mạng tiếp thị liên kết có thể nói là lớn nhất Việt Nam đến thời điểm bây giờ. Và mình cũng đang triển khai bán khá là nhiều các sản phẩm ở đây, thẻ tín dụng và tín dụng. App về ngân hàng là mình bán, ví dụ app của MB Bank đấy mình bán, hoặc là các campaign để bảo hiểm mình cũng bán. Thế thì ở đây các bạn biết này, nó có 50.000 đối tác đấy, là publisher tham gia, rất là nhiều blogger tham gia. Thực ra thì tham gia cái mạng này thì cái mức độ cạnh tranh cũng khá là cao, tuy nhiên thì mỗi một người có một cái tập khách hàng riêng thì cũng không vấn đề gì, đúng không ạ? Thứ hai thì ở cái mạng tiếp thị liên kết SSJ này thì mình thấy có một cái ưu điểm là họ làm rất là chuyên nghiệp, hỗ trợ cái các bạn AM ấy, các bạn gọi là các bạn chăm sóc publisher ấy, thì cũng hỗ trợ rất là tốt. Tiếp nữa là cái về duyệt đơn, duyệt hoa hồng cũng khá là nhanh, duyệt đơn, duyệt hoa hồng khá là nhanh. Đó, thế thì những cái chương trình mà SSJ triển khai thì chủ yếu là bảo hiểm, thẻ tín dụng và vay tín chấp. Đây các bạn có thể xem này, bảo hiểm PTI này, Prudential này, đó, rồi MB Bank, rồi đây vay tín chấp. Đấy, thì thực ra ấy, thì với ba cái sản phẩm này của SSJ thì nói chung là so với Mad Offer là tốt hơn rất nhiều, vì là giá cũng cao hơn. Mình ví dụ như mình chạy app của MB Bank ấy thì bán là 66.000 một cái app cơ, nhưng mà của Mad Offer chỉ 55.000 thôi. Mình chạy chỉ cần một chiến dịch thôi là cũng ổn rồi. Tuy nhiên thì ở đây thì nó cũng chưa, tức là nó chưa phù hợp với blog của mình lắm. Nếu mà bạn nào mà chạy về bảo hiểm thì chạy qua đấy cũng được, nhưng mà blog của mình thì chủ yếu là về tiết kiệm và về đầu tư, chính vì vậy mà nó cũng chưa có nhiều cái campaign cho mình để mình phù hợp đó. Mình sẽ đi đến một cái mạng tiếp thị số 1 đầu tiên, và đây là một cái mạng tiếp thị khá là hay, lender.vn đó. Đây là một cái mạng mà mình cho rằng nó phù hợp với mình. Thực ra thì cái mạng tiếp thị liên kết này do một nhóm mà có mình cũng tham gia cùng, thì chủ yếu là chạy các cái sản phẩm đầu tư các bạn ạ. Đấy, chủ yếu chạy các sản phẩm đầu tư. Thứ hai nữa là mình khắc phục được một số những cái nhược điểm của các cái sàn khác, đó chính là mình sẽ deal về cái hoa hồng trọn đời. Hoa hồng trọn đời tức là như thế nào? Tức là nếu mà trong trường hợp publisher tham gia thì giới thiệu một khách hàng, thì khách hàng đấy sẽ được hưởng cái hoa hồng trọn đời dành cho publisher. Người ta cứ đầu tư thêm bao nhiêu thì publisher đấy sẽ được hưởng, chứ không phải là chỉ cần giới thiệu lần đầu là chỉ được một lần đầu thôi, các lần khác thì phải giới thiệu tiếp mới được. Thì đấy là một cách mà mình deal với cả các đối tác để mà được hưởng các cái chính sách này. Thứ hai nữa là các cái vấn đề vướng mắc phát sinh ý, từ các cái khách hàng mà mà họ muốn muốn được tư vấn về các sản phẩm đầu tư, thì là đội ngũ của lender.vn cũng sẽ support cho khách hàng được, vì họ là đơn vị là tư vấn đầu tư online khá là chuyên nghiệp. Các cái sản phẩm mà bán này, có tiết kiệm ngân hàng này, chứng chỉ tiền gửi này, trái phiếu doanh nghiệp, chứng chỉ quỹ trái phiếu, hay là các cái sản phẩm đầu tư cho vay ngân hàng, thì đây là những cái sản phẩm về tiết kiệm và đầu tư ấy, về chuyên về 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 hai cái lĩnh vực này để mà phân phối. Thì các bạn nào mà có cái tập khách hàng blog mà phù hợp thì là mình triển khai cùng. Thực ra thì trong cái giai đoạn này thì một cái xu hướng đang nổi lên đó chính là quản trị tài chính cá nhân, và nếu bạn nào bắt kịp được cái xu hướng này thì có thể là tham gia và bán được rất nhiều các cái sản phẩm. Thì các bạn có thể tham khảo này, Techcom Security đấy, quỹ đầu tư trái phiếu nhá, hoặc là bán trái phiếu doanh nghiệp này đó, hoặc là đầu tư cho vay ngân hàng này của Tima Lender hay của FE68 đó, hoặc là của quỹ đầu tư Vina Capital đó. Hoặc là các bạn có thể là giới thiệu cái thành viên cho chính cái lender luôn đấy. Thì trang lender họ cũng có chương trình là thành viên VIP. Thành viên VIP thì được đọc các cái kiến thức chuyên sâu về đầu tư, rồi các cái ebook, rồi các cái video bài giảng vân vân.
thì nếu mà bạn giới thiệu cũng được hoa hồng khá là cao, 40%. Các bạn sang cái phần thứ 3, mình sẽ review chi tiết cho các bạn ba cái mạng tiếp thị liên kết này bằng user của mình nhé. Đây các bạn nhìn thấy user tiền của tôi này. Đấy. Đây là trên trang Mass Offer. Các bạn nhìn thấy không? Đây là trang chủ của Mass Offer. Đấy, hiện tại thì mình cũng không có đơn hàng nào. Đó, đây các đối tác các bạn xem nhé. Các đối tác này. Đây chính là các cái campaign này, các bạn có thể biết là các chiến dịch đây. Các chiến dịch của Mass Offer này khá nhiều. Đây, mình review cho các bạn xem nhé. Đấy, chủ yếu là các chiến dịch về tín dụng thôi. Vay nóng là chủ yếu. Đây có app của MB Bank này, OCB này. À, có vay tín chấp của UOB nữa. Đó. Vay tín chấp của VB Bank. Rồi mở thẻ tín dụng Credit. Đấy, cũng khá nhiều chương trình. Cũng phải gần 20 chương trình đấy. Các bạn thoải mái lựa chọn nhé. Đó. Thì cái chương trình của Mass Offer thì chủ yếu là theo đơn thôi. Tức là đăng ký thì cứ mỗi một đơn thì sẽ tính theo tiền theo đơn. Đó. Ví dụ như là mình giới thiệu cho UOB một cái đơn vay tín chấp thì mình sẽ được 210.000. Đó. Vậy thôi. Để xem công cụ nhé. Công cụ này. À đây là các link này. Họ sẽ giúp hỗ trợ mình tạo các cái link, link tiếp thị liên kết ạ. Đây là các cái link tiếp thị liên kết. Đó. Đấy mình đã tạo đấy, khá nhiều. Đúng không? À, bây giờ mình sẽ sang cái phần báo cáo nhé. Đấy, báo cáo đơn hàng này, báo cáo kết quả doanh thu này, lịch sử thanh toán. Đấy thì các cái đơn hàng hiện tại mình không có. Thì thực ra các cái mạng tiếp thị liên kết cơ bản nó sẽ bao gồm phần đối tác, phần link liên kết, rồi phần đơn hàng, vậy thôi. Với Mass Offer thì mình về mặt gọi là mạng tiếp thị liên kết sản phẩm tài chính thì mình cũng đánh giá chưa cao, chưa cao về cái mạng này. Bây giờ sẽ đến cái mạng thứ hai là mạng SSJ này. Đấy, hiện tại thì mình có 15 click này, nhưng mà mình cũng chẳng có cái đơn nào. Mình sẽ đến các phần chiến dịch cho các bạn xem nhé. Đây là các cái campaign về tài chính này, các bạn có thể nhìn thấy này. VCA, TIMA, Bảo hiểm Prudential, PTI, SHB này. Đó, Liberty này. Nhiều. Khá nhiều, mình đánh giá là khá nhiều đấy. Đấy, các bạn có thể xem tiếp này. Nhiều chưa? Rất nhiều. Các cái campaign của ECC rất là đa dạng về sản phẩm tài chính. Đó. Bảo hiểm, thẻ và vay tín chấp. Có cả app của ngân hàng nữa. Thì đấy là các cái chương trình của ECC. Thì thực ra ECC nó cũng giống như Mass Offer thôi. Thì bạn chỉ được hưởng là theo đơn nha các bạn. Tức là mình cứ giới thiệu một đơn nào thì mình được hưởng cái hoa hồng cho một cái đơn đấy thôi. Thì đấy là hai cái nhược điểm mà mình thấy rằng là nếu mà mình giới thiệu theo gọi là deal như thế thì nó rất là vất vả khi mà đưa được một khách hàng mua hàng. Chính vì vậy mà có cái trang thứ ba đó là trang lender.vn khắc phục được cái nhược điểm đó. Thì tức là khi bạn giới thiệu cho một khách hàng thì bạn sẽ được hưởng trọn đời trên cái khách hàng đó. Thì đây chính là các cái chương trình tiếp thị liên kết của lender.vn. Thì có mấy cái đối tác này của công ty chứng khoán này, Techcom Security này, hay của công ty cho vay ngân hàng Tima Lender này, hay công ty FE68 này, hay quỹ đầu tư Vina Capital này. Đấy. Thì đấy là những cái đối tác cũng khá lớn trên thị trường để chạy cái chương trình về đầu tư cho vay, đầu tư trái phiếu hay đầu tư quỹ. Thì các bạn có thể xem cái phần quản lý doanh số này, hay quản lý khách hàng đấy, các bạn có thể nhìn đấy này. Đó. Thì đây là những cái khoản giải ngân ví dụ như thế này. Đó. Thì nó cũng khá là chi tiết đấy, để các bạn có thể update thông tin.
Như vậy là mình cũng vừa chia sẻ với các bạn ba cái mạng tiếp thị liên kết về các cái sản phẩm về đầu tư, về tài chính, thì để các bạn có thể tham khảo. Mình hy vọng rằng nó cũng rất là có nhiều những cái góc nhìn mới để cho các bạn tham khảo. Kiếm tiền online nó là thực tế làm được chứ không phải là không. Và mình cũng là một người làm tài chính, và mình trước đây thì mình cũng không tìm hiểu gì nhiều đâu, nhưng mà sau khi làm nhiều sâu vào cái này thì mình thấy cũng khá là hay. Và đó cũng là một cách để mà các bạn có thể là tạo ra những cái tài sản đấy, để mà kiếm các nguồn thu nhập thụ động từ cái chương trình tiếp thị liên kết như thế này. Thì hãy biến cái blog của mình làm một cái tài sản, hãy tạo ra dòng tiền cho mình các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Mình sẽ có nhiều những cái buổi live stream chia sẻ, nếu các bạn comment vào ở bên dưới những cái nội dung mà muốn mình chia sẻ thêm, để mình có biết được những cái góc nhìn mới của các bạn, những cái mong muốn mới của các bạn, thì mình hỗ trợ. Chào các bạn nha.